Xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 342 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn, hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và đặc biệt hãy để lại comment của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói Lúc bây giờ sau khi nghe Hoa Tư Nương Nương nói Trung Nhạc chìm vào trầm mặc Hòa bình quá lâu cuối cùng cũng sẽ dẫn tới suy bại Một thanh đao đặt đấy cho gió thổi mưa rơi Rất nhanh sẽ bị dì xét Nhưng nếu thường xuyên được lau chùi, sử dụng Thì sẽ càng ngày càng sáng, càng ngày càng sắc bén Một chủng tộc cũng như vậy Buộc phải trải qua rèn luyện Thì trong tộc mới có trí sĩ, cảnh sĩ và chiến sĩ Để lại kẻ địch cho chủng tộc mình Tạo ra kẻ địch cho chủng tộc mình Có lẽ cũng không phải chuyện xấu còn những điều Hoa Tư Nương Nương nói gây nên trận chiến thần ma Lấy đó để mà lịch luyện Trung Nhạc không đánh giá cao Hành động đó quả nhiên quá nguy hiểm Nếu như bại lộ thần ma thiên hạ chắc chắn sẽ thù địch phục khi Hơn nữa ngoài có các tiên thiên thần ma như Hắc Bạch Nhị Đế và Tứ Trận Thần Cộng với nội họa đó chính là tự tìm tới thất bại có lẽ phục khi thần tộc ta cần cái chết của ta mới có thể trưởng thành được ánh mắt trung nhạc lay động lộ ra nụ cười nếu như hắn chết ẩn họa trong đế triều sẽ lộ ra chủng tộc phản bội gian tế ẩn mình thù hận sẽ bị áp chế sẽ lộ diện với phục khí thần tộc và nhân tộc mà nói đó cũng là một lần lịch luyện trung nhạc là nhân vật cốt cán của phục khí thần tộc lần này có thể quật khởi đều là dựa vào hắn nếu không có hắn thì phục khí thần tộc căn bản không thể vùng dậy được có thể nói nếu như hắn chết chắc chắn phục khí thần tộc sẽ một lần nữa lộn bại thậm chí còn thê thảm hơn trước mà trung nhạc buộc phải chết nếu không phục khi thần tộc sẽ không thể trưởng thành được phục khi thần tộc hiện giờ phong kỳ khai phong thường thái đều đã già thọ nguyên không còn nhiều tư mệnh bị vây khốn trong khu lân hồi thứ bảy những người khá xuất chúng chỉ còn lại trung hoàng thần phong hoàng ngọc và đứa con khác của trung nhạc trong nhân tộc thì không có nhiều người nổi trội mạnh nhất là nhân đế hiên viên Phủ lê những người khác có thể sánh với họ chẳng có mấy người chỉ dựa vào chút sức mạnh này muốn sau khi trung nhạc chết đứng vững trong trời đất này thì còn thiếu rất nhiều trong số họ ai có thể chủ trì đại cục kế thừa đại thống đế triều của trung nhạc đây không rèn luyện một lần thì chẳng ai có được bản lĩnh đấy ta không thể chết lúc này và là sau khi kết thúc thời đại thần ký trung nhạc trầm ngâm âm phiền huyên tới ngượng ngùng nói nhỏ bệ hạ Tiếp thân tiếp thân có rồi trung nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khẽ vút ve bụng nàng cười thánh võ hoàng tử sắp xuất thế rồi sao vẫn còn sớm âm phiền huyên đập tay hắn nói mới có chưa bao lâu mấy ngày trước ta có cảm giác như ngén nên mới phát hiện mình có thai trung nhạc cười ha hả thánh võ hoàng tử thánh võ thái tử kế thừa huyết mạch phục khí và thánh linh thể tương lai chắc chắn là phi phàm âm phiền huyên dựa vào lòng hắn có cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng nàng cười cũng nhờ thời gian qua bệ hạ ân súng bệ hạ thiếp sẽ phải âm khang thị dưỡng thái đợi ngày thánh võ ra đời trung nhạc gật đầu nói ta sẽ phải thêm thần ma bảo vệ nàng ở âm khang thị ta cũng không cần lo lắng âm phiền huyên vâng dạ trung nhạc tâm thần thoải mái vui mừng khôn tả hậu cung có nhiều thái tử ra đời nhưng tình cảm của hắn với âm phiền huyên là sâu đậm nhất nhưng lại mãi mãi không có con Cũng là một chút tâm bệnh không lâu trước cố gắng cải quốc cuối cùng cũng đã mang thai Vị thánh võ hoàng tử này có thể nói là hiếm có Huyền nhi khoan đã nào Trung nhà còi âm phiền huyên lại bảy quần sáng sau đầu hiện lên Các đạo ánh sáng bay ra chui vào bụng âm phiền huyên Trung nhà cười nói Ta đã luyện hóa một phần ánh sáng đại đạo của đạo giới Dùng đại đạo đạo giới bảo vệ thai nhi Có thể đảm bảo nó bình an Âm phiền huyên cười Có thiếp thân đấy Còn có thể xảy ra chuyện gì được đây Trung nhạc lắc đầu Đại đạo đạo giới vô cùng thuần tính Tuy ta chưa luyện hóa được hoàn toàn Nhưng đã cảm nhận được sự thần thánh bất phàm của nó Hơn rất nhiều tiên thiên đại đạo của ta Ta dùng đại đạo của đạo giới ôn dưỡng thánh võ Để nó sinh ra là thần thánh bất phàm Sau này tu luyện chắc chắn sẽ nhẹ nhàng mà hiệu quả Âm phiền huyên vui mừng khôn xiết vẫn khởi mà rời đi trung nhạc cự người xuất thần đột nhiên cười ha hả có che giấu được sự sảng khoái ở trong lòng trung hoàng thần chủ trì việc thần linh hư không giới chuyển thế vân quyển thư thiên ti và mặc ẩn phò tá vị hoàng thái tử này dùng cả uy nghiêm và ân điển cần quyết đoán sát phạt thì chưa bao giờ mềm lòng khá có phong phạm của mẫu thân khiến cho vân quyển thư thiên ti và mặc ẩn đều rất trông đợi vào hắn trung hoàng thần cũng cải cắm tay mắt trong các tộc Khiến cho thiên ti cũng thấy vui mừng, khen ngợi. Thật là đế hoàng chi đáo. Nhưng thần linh các tộc truyền thế cũng gây nên động tĩnh không nhỏ. Những thần linh ma linh cảnh giới thấp nhất trong hư không giới cũng là cảnh giới thần hoàng. Còn có các tạo vật chủ đế quân tích lũy trong 200 vạn năm. Từ hư không giới xuống, hàng nghìn vạn, trăm triệu người, quy mô lớn như vậy lẽ nào lại không gây chấn động cho được. Nhiều thần linh ma linh như vậy có kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước cộng với thất đạo luân hồi đã được xác lập khu luân hồi thứ bảy mở ra đạo pháp phát triển giữa các chủng tộc của những thần linh ma linh này còn có án hận thâm sâu những vị cấp lão tổ tông hạ giới chuyển thế chắc chắn sẽ đây gây náo loạn có những người cổ xưa sau khi chuyển thế tu vi kinh người rất nhanh quản lý được chủng tộc khai chiến với kẻ thù trong vũ trụ chiến hỏa dần nổ ra đâu đâu cũng là hỗn loạn trung nhà hạ lệnh cho chín con là hiếu văn băng xuyên câu trần vân mộng cú cương lư hạp không Đồng, Trác Quan, Tiểu Minh, Xuất Trinh, Bình Định đông loạn ở các nơi. Mặc ẩn nhân cơ hội này, thanh tẩy những chủng tộc đã hạ thủ với phục khi thần tộc 10 vạn năm trước, giết không biết kẻ thù truyền thế. Cục diện dấu loạn này dần dần cũng lắng xuống. Chín đứa con đế ra chiến công hiển hách được xưng tụng là Cửu Hoàng thị, Cửu Đầu thị, thủ lĩnh của Ngũ Thập Ngũ Vương. Luân hồi thiên cầu cũng đang được cấp rút luyện chế. Món thần khí khổng lồ này trải qua 200 năm chư đế tiến luyện mới dần dần thành được một nửa, thậm chí ngay cả trung nhạc phong như trung cũng có thời gian là tới tế luyện muốn hoàn thiện nó càng sớm càng tốt. thế nhưng tiến độ vẫn rất chậm chạp. cho dù mới được một nửa, thế nhưng uy năng của món bảo vật này cũng vô cùng khủng khiếp, có vẻ đang dần dần ảnh hưởng tới sự vận hành của thiên tượng tử vi. tạo phụ cung thần quang sung thiên khiến cho vô số tinh cầu chuyển động thanh thế kinh người. đột nhiên một hôm bầu trời bỗng nhiên tối sầm tà khí xâm nhập thiên đình vô số nhẫn cầu khổng lồ xuất hiện ở trên không trung nhìn lân hồi thiên cầu chư đế dương cung bắn tà nhẫn trên trời bị bắn cho mù không ít chúng cũng dần bỏ đi qua một thời gian nữa chư đế đang luyện chế luân hồi thiên cầu thần ma đại đạo đột nhiên nghịch phản mất kiểm soát suýt chút nữa đã phá hủy luân hồi thiên cầu đế nhạc và phong đạo tôn chấn nộ truy sát ra ngoài thiên đình thấy tinh không dung chuyển máu đỏ vạn dặm tinh cầu hủy diệt một lúc sau hai cái đầu khổng lồ rơi xuống thiên đình là tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đế nhạc lệnh cho người treo đầu bên ngoài nam thiên môn đột nhiên một ngày ba quái thần bay vào thiên đình hét lớn đế nhạc đế nhạc người luyện chế nghịch thiên chi báo chắc chắn sẽ chết thám toàn triều là máu chư đế xuất kích giết ra thiên đình ba quái thần đấy bị đánh tới thổ huyết bỏ chạy để lại hai cái đầu giống ngao mà không giống ngao giống rồng mà cũng không phải rồng có người nói là bàn kê lại một hôm nữa đột nhiên chảy ráng dị vật giống như một quả cầu thịt khổng lồ rơi xuống thanh dương điện bên cạnh tạo phụ cung quả cầu thịt rơi xuống đập chết thanh dương đế quân rồi càng ngày càng to quả cầu thịt nhu động giống như ngọn núi thịt huyết nhục lan ra bốn phía xâm nhập tạo phụ cung chư đế lên thủ đánh tan quả cầu thịt này nhưng những ngọn núi thịt lại nối liền ngay cả dùng thần hỏa thiêu hay thần thủy chối cũng không thể tiêu diệt quả cầu thịt này mà ngược lại còn khiến cho nó càng ngày càng to lên đây là thái tuế thần vương càn đô thần vương tới nói chính là thần vương biến thành từ một miếng thịt trong hỗn độn sau khi lên bờ luận vai vế cũng là thái cổ thần vương cách thông thường không thể giết chết được hắn ta đâu ngay cả ta dùng thiên đạo chi báo cũng không luyện chết được hắn quả cầu thịt đó lăn qua lại từ trong vọng ra tiếng cười a à, 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 à. càn đô ta chính là hỗn độn dị vật phi thần phi ma, phi nhân phi tham, phi chủng phi tháo. Vô thần vô phách vô linh, vô nhục vô thân, không kẻ nào có thể giết được ta đâu. Ta ăn mọi thứ, các người mau đem bảo bối đang luyện chế cho ta ăn đi. Chư đế lên phiên nhau tiến lên, thế nhưng vẫn không làm gì được quả cầu thịt ấy. Dù là loại thần thông nào cũng không đánh chết được hắn. Kim mô thần đế tới gặp Hoa Tư Nương Nương, mượn tiên thiên quỷ quý thủy xối cũng không chúa chết được hắn dù lại mượn tiên thiên quả thụ cũng không đập chết được thái tuế thần vương ngược lại hắn còn mạnh hơn đè nát các tòa cung điện chư đế vội vàng vào trong lăng tiêu bảo điện bẩm báo với thiên đế thiên đế nói các người mời phong đạo tôn bảo hắn có một miếng thịt phi thần phi ma phi nhân phi phàm phi trùng phi tháo vô hồn vô phách vô linh vô nhục thân không lâu sau phong núi trung tới nhanh như gió thấy thái tuế thần vương là hai mắt phát sáng lập tức phát thái tuế thần vương rời đi Hình thiên Mau tới Linh Ngọc Cung chuẩn bị Có vật nghiên cứu rồi Phong Đạo Tôn dặn dò Bên trong Linh Ngọc Cung Tiếng gầm thét của Thái Tuế Thần Vương vọng ra Khốn kiếp Nhóc con Người cũng dám động tới đầu Thái Tuế sao Người chán sống rồi đúng không Thái Tuế già già có hàng vạn cách Có thể khiến cho tiểu tử ngươi Sống không bằng chết Biết chưa hả Ta nói người đấy Cái tên mặc áo trắng kia Người thả ta xuống Người, người làm gì Đừng có làm loạn Lần hồi thiên cầu còn chưa có luyện thành Những thần vương này đã xuất ruột Lần lượt tới nạp mạng rồi Trung nhạc ngồi trên chiều Nghe còn thần dâng tấu Thời gian này hắn đang luyện hóa ánh sáng đại đạo của đạo giới Bế quan rất lâu Đã gần như hoàn toàn luyện hóa xong Tu vi lại thâm hậu thêm vài phần Chỉ liên thủ cùng phong hữu chung Giết thần ma nhị đế khi chúng làm loạn thần ma đại đạo Tà đế, thần ma nhị đế Bàn kê thần vương và thái tuế thần vương đều là thăm dò có lẽ rất nhanh thôi Sẽ lại có thêm động tĩnh lớn nữa Trước mắt ta ở ngoài sáng Địch trong tối Luôn bị chúng quấy nhiễu Đúng là đau đầu mà Trung nhạc vừa nghĩ tới đây đột nhiên Gián thiên tư vội vàng tế báo Bệ hạ Ba ngàn lục đạo giới Bị tà khí bao phủ Có lẽ tà đế gây ra Muốn phá hoại căn cơ của sinh linh hậu thiên đấy Tà đế Đúng là muốn chết rồi mà Trung nhạc động nộ Chấm sẽ đích thần tiêu diệt lại có thần tướng tế báo bẩm bệ hạ vũ trụ cổ sinh động loạn có thần vương tiêu đốt quần tính rồi lại có một vị thần quan tế báo bệ hạ mẫu hàng đại đế truyền tin có thần vương tấn công lãnh địa mong bệ hạ chi viện bệ hạ trong vũ trụ cổ có thần ma giết thần hoàng tạo vật huyết tẻ cất tóc nay trong hư không giới có rất nhiều người tử nạn bệ hạ táng linh thần vương cấp báo trung nhạc cho mày lúc này bên ngoài đổ mưa màn mưa lớn đỏ rực màu máu từ trên trời đổ xuống. Trời giáng mưa máu, Trung Nhạc dẫn quần thần ra ngoài điện, thấy thiên binh thiên tướng đều vô cùng hoảng loạn, ngẩng lên trời mà nhìn, bầu trời thiên đình giống như bị nhuộm màu đỏ máu. Với thiên binh thiên tướng thiên đình mà nói, thiên đình chính là trời, có quyền lực mạnh nhất vũ trụ, có sức mạnh lớn nhất, là lợi khí chiến đấu sắt phạt khủng bố nhất. Thế nhưng giờ thiên đình lại có mưa máu, đây là sắp biến thiên hay sao? vũ thần hà thần long vương vân quyền thư hát lớn thật to gan dám làm loạn đổ mưa máu lôi ra chém trung nhạc giơ tay mây máu mưa máu trên trời theo một tay của hắn dần dần tan biến hắn từ tố nói không liên quan tới họ đây là thiên đang giở cho thiên to gan dám làm loạn thật nghĩ chấm không giết được hắn hay sao chấm là thiên hoàng đế hoàng đế của trời thiên đình của chấm chính là trời tiếng nói của hắn càng ngày càng nặng càng vang từng câu từng chữ nặng trợ như núi đè lên tim thần ma thiên đình thiên đình của chấm một nghìn sáu trăm vị đại đế đại quân chỉ hướng dẹp hết những kẻ bất phục chấm chỉ tay là tinh hà nghịch chuyến những kẻ dám mạo phạm uy nghiêm của chấm ta muốn chọc thủng cái trời này tới đi thủ lĩnh của các bộ thiên đình ứng lời thanh âm chỉnh tề như một vang tựa sấm rền ngoài nam thiên môn treo ba mươi đầu thần vương Binh chia 30 đường Trung nhạc sắc mặt tối lại Lệnh cho Vân Quỳnh Thư tế tinh đồ Từ tố nói 1.600 đại đế 48 vị thành một tòa Đạo giải trận pháp chia thành 33 đường Điều động đại quân 64 thần thành 8 quan Công phá sao huyệt của 33 thần vương này San bằng thánh địa của chúng cho ta Vô số thần ma trong thiên đình Đều kích động tới run rẩy Thiên hoàng đế chấn nộ Cuối cùng cũng hạ thủ với thần vương đây chính là cơ hội cực tốt để kiến công lập nghiệp trung Ngạc nắm giữ trong tay thần khí chiến tranh lớn nhất hạ lệnh một tiếng trăm triệu vạn thần ma ứng lời một sáu trăm vị đại đế cúi đầu đều nghe theo sự điều động bốn mươi tám đại đế thành một tòa đạo giải trận pháp đại trận rồi có đại quân trăm triệu vạn thần ma trợ lực sức mạnh này tiêu diệt thái cổ thần vương là dư sức thiên tỷ mở ám võng chậm muốn trong vòng nửa năm thấy được thánh địa của những thần vương kia thấy tàn cốt của chúng là chiến lợi phẩm của tướng sĩ của ta đặt trên án của chấm trung nhạc hạ lệnh điều động các lộ đại quân lân hồi thiên cầu cũng dừng tế luyện binh lực tràn từ thiên đình xuống tổ đình thiên tinh nương nương mở am võng đại điện cho các vị đại đế dẫn đại quân thần ma vào trong ám võng phục mân đạo tôn năm xưa tạo nên am võng vẫn chưa thành hệ thống chỉ có thể tới được vũ trụ cổ và tử vi giờ sau khi được trung nhạc khai thác trong hai nghìn mấy trăm năm đã tạo thành hệ thống nối liền với lục đạo giới và khu lên hồi thứ bảy thông qua ám võng đại quân thần ma có thể nhanh chóng tới bất cứ nơi nào trên vũ trụ đương nhiên vẫn chưa thể tới được đạo giới và hư không giới hư không giới chỉ có linh hồn mới vào được hơn nữa còn cần tu vi từ thần hoàng trở lên còn đạo giới thì chỉ có đạo thần mới vào được hai nơi này đều hạn chế ám võng vân kiển thư nhìn đại quân thần ma tràn vào ám võng đại điện nhíu mày nói bệ hạ Tiên thiên thần ma làm loạn lần này có phần cổ quái, công kích ba ngàn lục đạo giới, công kích lãnh địa của mẫu hoàng, công kích tăng khu vũ trụ cổ. Thế nhưng tại sao bệ hạ không đi tiêu diệt chúng vậy? Trung nhạc nói, chúng cứ đánh của chúng, ta đánh của ta, ta phái quân đi tiêu diệt chúng sẽ bị chúng giặt mũi. Tại sao lại phải theo ý chúng đấy? Thừa tướng, Tuy người là trí giả, thế nhưng có lúc không nhất định phải phá giải thế cờ của đối phương, phá thế cờ của đối phương sẽ rơi vào bẫy của chúng Mặc kệ chúng tự mình tạo thế cờ Đó mới là trí tuệ Vân Quyển Thư tim khẽ run Có cảm giác được khai sáng Đột nhiên những trí tuệ pháp môn Những điểm còn chưa rõ Mà tiêu giao đế truyền thụ cho hắn trước kia Có cảm giác đã được gỡ dối Trí tuệ của hắn không đủ Để kế thừa hoàn toàn y bát của tiêu giao đế Thời gian qua chăm chỉ tu luyện Thế nhưng tiến bộ không nhiều Mà một lời của Trung Nhạc đã khiến cho hắn có cảm giác Xua đi mê mù thấy được trời xanh không phải trí tuệ của trung nhạc hơn hắn mà là trung nhạc đứng ở nơi cao hơn xa hơn nhìn từ bên ngoài vào trung nhạc đã không phải là kỳ thủ càng không phải là quân cờ cũng không phải người phá thế cờ mà là người bài thế cờ người đánh của ngươi ta đánh của ta ta không chơi cờ với ngươi không chơi thế cờ ngươi tạo ra ta mở trận khác xem ai không chịu được xem ai không kiềm được mà đi phá thế cờ của đối phương trước chỉ một điểm này khiến cho văn quyển thư bỗng chốc như bừng tỉnh trước kia hắn rất tỉ mỉ còn trung nhạc thì bắt hắn nhìn thấy đại cục lớn hơn, đó là điểm hắn còn thiếu sót. Nhìn ra điểm thiếu sót của mình, hắn sẽ có thể có không gian để tiến bộ, không nhận ra mới là đáng sợ nhất. Bệ hạ, trong 33 thần vương cần tiêu diệt lần này có tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Vân Quyển Thư trần chừ một chút nói, có lẽ thiên sẽ không cho phép thần đế ma đế chết trong tay chúng ta. Thiên sẽ không cho phép bất cứ thủ hạ nào chết trong tay chúng ta Thế nhưng Trung Nhạc mềm cười. Vậy thì sao? Hắn dám xuất hiện không? Hắn dám xuất hiện thì chấm dám giết chết hắn. Vân Quyển Thư giữ người hỏi. Vậy thì đơn hồi táng khu và ba ngàn lục đạo giới chỉ sợ sẽ mất... Trung Nhạc cật đầu. chậm biết. Vân Quyển Thư cũng không hiểu ý hắn, đành nói tiếp. Động tĩnh lần này của tiên thiên thần ma chắc chắn không phải tham dò bệ hạ tấn công lên hồi táng khu gây động loạn các nơi đều là để khiến cho bệ hạ rối loạn nhưng những nơi này đều rất quan trọng lẽ nào bệ hạ từ bỏ được sao trung nhạc mắt sáng lên cười người nói đúng đúng là phải từ bỏ người lập tức truyền chỉ cho táng linh và đế phần thiên dẫn quân rút khỏi lên hồi táng khu mẫu hoàng đại đế rút khỏi lãnh địa dưới đế ba ngàn lục đạo giới toàn bộ rút lui vân quyển thư chấn kinh đột nhiên tỉnh ngộ hắn cười bệ hạ đúng là anh minh thiên và tứ diện thần chúng vốn xuất quỷ nhập thần ta ở ngoài sáng chúng trong tối chúng đi tấn công khắp nơi khiến ta đau đầu giờ cho chúng lãnh địa để chúng đứng ngoài sáng như vậy sẽ dễ dàng tiêu diệt hơn nói rồi hắn vội vã rời đi trung nhạc chấm ngâm một lúc đứng dậy rồi lại có một trung nhạc khác tới đại điện chính là dịch tiên sinh chấn thủ tổ đình người vất vả rồi trung nhạc cởi đế bào dịch tiên sinh mặc vào hai người đứng cùng nhau như soi gương giống hệt không chút gì khác biệt ta vẫn luôn ở ngoài sáng bị những kẻ đó gây loạn sứt đầu mẻ chán tuy mở ra chiến trường khác thì nhưng chúng chưa chắc sẽ rơi vào bố cục của ta trung nhạc nhìn như có vẻ như đang nói chuyện với dịch tiên sinh thực chất là tự nói với mình đi qua đi lại ta nhiều luân hồi tăng khu cho chúng có lẽ chúng cũng không chủ động tiến vào cho dù giết tiên thiên thần đế mà đế thì cũng chỉ khiến cho thiên bị thương tốn chỉ là gân cốt thái cổ thần vương phải chặt một chân của chúng đi Dịch tiên sinh cười nói Vì thế Ngươi cần ta tới thành ngươi chủ trì thiên đình Ngươi thì rời khỏi thiên đình Từ sáng vào tối tiện cho ngươi hành xử Trung nhạc gật đầu cười Ta ở trong tối Có thể xử lý rất nhiều việc Mà giờ không xử lý được Thường gần cốt không được Chặt một chân thì chúng mới đau lòng Vì thế Dịch tiên sinh tiếp lời Vì thế Ngươi phải tới thương cốc lấy viên đá đó ra Trung nhạc ẩn mình biến mất nói Hạc đế chính là chân của chúng Tại thương cốc Thương cốc hiện giờ đã thay đổi hoàn toàn Không còn thần thánh như trước kia nữa Hốn độn hải cạn khô Phù tăng thụ biến mất Cấp bậc của tòa thánh địa này lập tức tụt giảm rất nhiều Cho dù vẫn là thánh địa hiếm có thế gian Nhưng đã không so sánh được Với những thánh địa như trí tà hay nguyên ma Kim ô thần tộc mất đi phù tăng thụ Và hỗn độn hải cũng mất mát Nhưng họ cũng chẳng thể làm gì phù tăng thủ vốn dĩ không thuộc về thương cốc giờ đã được đại tại thủ thu vào trong hư không giới là vật về chủ cũ cũng may khi kim hà hề gả cho trung nhạc sinh lễ có một nhánh phù tăng được trung nhạc và kim hà hề trồng giờ đã lớn cao chọc trời thần hòa hừng hực hỗn độn khí bao phủ tuy không bằng phù tăng thủ thế nhưng cũng được trung nhạc và kim hà hề luyện thành đế binh rồi sau khi phù tăng thủ đi được trung nhạc cho phép kim hà hề đưa nhánh phù tăng về trồng bên cạnh hỗn độn hải và phu sơn Đại thần ma kim Mô thị có thể dựa vào nó mà tu luyện Trung nhạc tới phù sơn Tới trước miếu trên phù sơn Ngôi miếu này vô cùng cổ xưa Là cổ miếu phục khí thị Năm xưa dùng để tế tổ Xây dựng trên vị trí cũ Mà yểm tư thị tế tự phù tang Ở thời đại tọa hoàng Trung nhạc kiểm tra một lượt Lấy ra một mảnh thạch bi đen bên dưới nền móng của cổ miếu Tấm thạch bi này được tạo nên từ hắc rượu thạch Trên đấy có viết một chữ dịch Thấp thoáng quá quang tỏa ra quả nhiên là thần vật trong hắc ám thánh địa trung nhạc cất tấm thạch bi đi tới linh ngọc cung thấy bên ngoài hình thiên và sư đà đang dựng nướng một tảng thịt trên lửa hai người đang rất vui vẻ hình thiên bị mục thiên thiên đả thương chém đứt đầu cổ phẳng lì trên bụng lại mọc mồm đang nhét thịt vào mồm trận chiến này hắn bị đạo thương rất nặng giờ vẫn chưa hồi phục phong hữu trung vốn định giúp hắn chữa trị đạo thương để hắn mọc đầu lại thế nhưng hắn từ chối nói là để kỷ niệm viêm hoàng Miệng mọc trên bụng cũng không có gì to tắt cả Bệ hạ Hai người thấy Trung Nhạc vội vàng đứng dậy Trên da bụng hình thiên vẫn còn một miếng thịt Trung Nhạc ngạc nhiên Các người đang ăn cái gì vậy thơm thật Hình thiên nhai mấy miếng nuốt miếng thịt xuống bụng Cười hề hề Là thái, thái tuế thần vương Nứng lên cực thơm Lão ra ăn no rồi nên thưởng cho bọn ta mấy miếng Sư đà đại tôn kêu lên cái tên thái tuế thần vương này thật kỳ diệu Cắt một miếng thịt lại mọc ra một miếng khác Chính là không sợ đau Khi cắt thịt hắn kêu như loạn chọc tiết vậy Thiên đế lão ra có muốn ăn vài miếng không Trung nhạc cười ừ, Cho ta một miếng thử xem nào Sư đà đại tôn vội cắt một miếng Trung nhạc ăn một miếng liền khen ngợi Đúng là thịt ngon Mà lão gia của các người Vừa ăn nó đang nghỉ ngơi bên trong rồi Trung Nhạc vào trong Linh Ngọc Cung Thấy Phong Hữu Trung nằm nghiêng trên giường Vô cùng tự tại Trung Nhạc cười Sư Huynh Viên thể không châu Phong ấn nắp đế Quá khứ còn không vậy Phong Hữu Trung vội ngồi dậy Ánh mắt lóe tinh quang Sao ngươi lại có chú ý gì vậy Trung Nhạc lấy ra thạch bi hắc rượu thạch Sư Huynh nhìn xem Phong Hữu Trung hai mắt tỏa ánh sáng Đột nhiên tiếng của Thái Tuế Thần Vương vọng ra Phong đạo tồn chó chết Có giỏi thì ngươi thả thái tuế ra 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 Thái tuế ra ra Đại chiến với ngươi 300 hiệp Trung nhạc kinh ngạc hỏi Ồ gã thái tuế thần vương này Vẫn còn sống hay sao Phong hữu trung lắc đầu nói Khó giết vô cùng Ta cơ hồ đã thử qua toàn bộ phương pháp đều không thể giết chết hắn ta được Sắc mặt trung nhạc không khỏi khẽ động Phong hữu trung có thể nói Là một trong những tồn tại Nắm giữ nhiều kiến thức đối với thần thông Và đại đạo nhất trong thiên hạ rất nhiều thần thông và đại đạo mà hắn nắm giữ, ngay cả trung nhạc cũng tự thẹn công bằng, trong lòng cho rằng chỉ có tứ diện thần mới có thể vượt qua được hắn. nhưng hiện tại thậm chí ngay cả phong hữu trung cũng không thể làm gì được cả thái tuế thần vương này, quả thật là kỳ quái. phong hữu trung đem những nghiên cứu trong khoảng thời gian này của chính mình, nói lại một phen cuối cùng nói hắn không có linh, không có hồn, không có nhục thân, không có huyết mạch, lại không phải thân, không phải ma, không phải người, không phải thú không phải trùng, không phải cây có, không thuộc về bất kỳ trùng tộc nào cả, không nằm trong thiên đạo, không nằm trong âm dương, không thuộc về ngũ hành, không tuân theo trụ quang, không sinh lão bệnh tử, không có bất kỳ loại thần thông nào có thể đối phó được với hắn, cũng không có bất kỳ loại đại đạo nào có thể thương tổn tới tính mạng của hắn ta được. Trong bóng tối trên ngọc đài, Thái Tuế Thần Vương rưng rưng đắc ý nói: "Hiện tại các người đã biết rõ sự lợi hại của Thái Tuế ra ra rồi chứ?" thức thời thì mau thả ta ra sau đó quỳ xuống một bậc cung kính giao kiện đại bảo bối kia mà các ngươi luyện chế ra cho ta thái tuế gia gia sẽ tha cho các ngươi một mạng phong nhũ trung mắt đứt tay ngơ vẫn tiếp tục nói bất quá hắn cũng là sinh mệnh đoán chừng chỉ có đại đạo sinh mệnh mới có thể cướp đoạt tính mạng của hắn bất luận thần thông nào khác cũng đều không thể làm gì được hắn ta cả quả cầu thịt trên ngọc đài đột nhiên run lên cầm cập không nói thêm gì nữa hiển nhiên là đã bị phong hữu trung bắt lấy lai lịch không dám nói bừa nữa chỉ là ta cũng không hiểu biết quá nhiều đại đạo sinh mệnh phong hữu trung lắc đầu nói ta nghĩ chỉ có đại tư mệnh xuất thủ mới có thể lấy đi tính mạng của hắn ta khó cho cái tên ngu ngốc này lại dám một mình xông vào thiên đình một chút cũng không sợ chết như vậy thái tuế thần vương nghe tới đấy lại dưng dưng đắc ý huyên náo nói ta chính là thân thể bất tử bất diệt đại tư mệnh cũng không chết chết được ta đâu Trung Nhạc mỉm cứ nói Đại tư mệnh và ta là Minh Hiểu như hắn chơi chết cái tên này Ngược lại cũng không có vấn đề gì cả Thái tuế thần vương vội vàng im miệng Chỉ nghe Trung Nhạc tiếp tục nói Bật quá Chơi chết cái đống thịt kỳ quái này Thật ra có chút đáng tiếc cả Đống thịt này có thể không ngừng sinh sôi Hoặc là có thể sử dụng làm lương tháo Khao thưởng tam quân Tướng sĩ của ta xuất trình vẫn luôn luôn Phải mang theo không ít lương tháo cùng với quân dũng Quả thật rất phiền phức nếu có thể mang theo thái tuế thần vương đi khi hành quân đủ để tiết kiệm rất nhiều lương tháo quả cầu thịt trên ngọc này không ngừng run rẩy nỗ lực dãy dụa, nghĩ muốn chạy trốn thế nhưng lại bị cấm chế của phong hữu trung vây khốn phong hữu trung nói thịt của thái tuế thần vương có hiệu quả rất tốt có thể xưng là linh đan diệu dược vô cùng hữu hiệu đối với chữ thương quả thật có thể dùng làm lương tháo bất quá lai lịch của khối thịt này vô cùng cổ quái sao lại từ trong hỗn độn xông lên bờ như vậy hắn rất cuộc là khối thịt của ai sao lại rơi vào trong hỗn đốn sao lại diễn biến thành thái tuế thần vương sao lại hình thành nên loại sinh mệnh của quái như vậy quả thật đáng để nghiên cứu đấy trung nhạc mỉm cười nói huynh chỉ cần lưu lại một khối nhỏ phần còn lại thì xem thành lương tháo để cho quân đội của ta mang theo khi hành quân chuyện quan trọng hiện tại là khối hấp rượu thạch này phong hữu trung gật đầu từ trên người thái tuế thần vương cắt xuống một miếng thịt nhỏ phần còn lại thì phong ấn giao cho trung nhạc trung nhạc gọi hình thiên và sư đà tới lệnh cho bọn họ đưa thái tuế thần vương tới chỗ đế quân của thiên đình xem thành lương thảo xử lý cặp mắt của hai người nhất thời sáng lên nhìn chăm chăm thái tuế thần vương miệng chảy nước miếng hiển nhiên trong lòng cũng có chút chú ý quỷ quái quái dị dự định lưu lại một chút thịt để ăn cho sướng miệng trung nhạc không chút để ý tới hai người hắn nói sự liên hệ giữa đại đạo hắc ám và thánh địa hắc ám cất giấu trong hắc rượu thạch cực kỳ tinh tế Hạo dịch đế chôn giấu nó thời gian quá lâu rồi Đại đạo Hắc Ám trong tầng đá Đã tự động xoay mòn Chỉ dựa vào đại đạo Hắc Ám Còn lại rất khó xác định phương vị của thánh địa Hắc Ám Cho nên ta mới tới tìm sư huynh Phương hữu Trung lấy thể không cầu ra Trong quả thể không cầu này Nội tàng Luân hồi vô cực Phong ấn một đoạn thời gian quá khứ của Hắc đế trong đấy Không ngừng Luân hồi vô hạn Gặp phải ước vạn dằn vặt Ta đã minh bạch ý tứ của ngươi rồi ngươi là muốn mượn dùng một chút đại đạo của hắc đế quá khứ bồi bổ khối hắc rượu thạch này để cho đại đạo trong đó sinh trưởng tới trình độ có thể cảm ứng được phương vị của thánh địa của hắc đế hay sao phong ngữ trung vươn tay ra nhúng vào trong thể không cầu một lúc sau kẹp ra một tia khí hắc ám mỏng manh như tơ hắn nói bấy nhiêu hẳn cũng đã đủ rồi nếu như nhiều quá rất dễ bị hắc đế cảm ứng được hắn để cho tia khí hắc ám này tương lên với hắc rượu thạch chỉ thấy Tiếng khí hắc ám giống như con run vậy chậm rãi chui vào trong tảng đá chỉ trong giây lát đã biến mất không thấy đâu nữa chung nhạc vung tay một cái chỉ thấy trên đỉnh đầu hai người chợt hiện ra cảnh tượng tinh không vũ trụ ức ngàn vạn tinh tú tinh hệ hình thành một bản tinh đồ vũ trụ trong bản đồ này không chỉ có ba ngàn lục đạo giới vũ trụ cổ lão và tử vi mà còn có khu luân hồi thứ bảy hư không giới vô số địa ngục luân hồi to to nhỏ nhỏ cũng xuất hiện trong bản tinh đồ mà hắn đang thể hiện ra này Tìm được rồi Hai người tinh tế cảm ứng Đột nhiên trong lòng chấn động Cảm ứng được thác Diệu Thạch Đã sinh ra một kia liên hệ vi diệu Với vị địa phương nào đấy ở trong vũ trụ Trung nhạc dơ tay lên Chỉ về phía một phiến tinh vực nào đấy Trong vũ trụ cổ lão Mà Phong hữu chung thì lại chỉ về phía Một phiến tinh vực trong tử vi Hai người ai nấy đều lộ ra thần sắc kinh ngạc Trung nhạc cao mày nói Hai tòa thánh địa hắc ám ư Ồ không đúng Còn có tòa thứ ba, tòa thứ tư, thật nhiều Phong Hữu Trung cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp, hai người lập tức đánh dấu trên tinh đồ những thánh địa hắc ám mà chính mình đã cảm ứng được. Chỉ trong chốc lát, trên tinh đồ đã xuất hiện mấy trăm tòa thánh địa hắc ám. Hắc đế quả nhiên giàu hát, thỏ khôn có ba hang, hắn đâu chỉ có ba hang đâu, quả thật chính là ngàn hang kìa. Trung nhạc phun ra một ngụm chọc khí, tiếp tục cảm ứng, nhất nhất đánh dấu ra càng lúc càng nhiều thánh địa hắc ám. Tuyệt tại bộ phận những thánh địa này đều là giả, thậm chí có khả năng toàn bộ đều là giả, không một cái nào là thật. Sắc mặt Phong Hữu Trung ngưng trọng nói. Hắn sử dụng chính là tầng đá của thánh địa Hắc Ám, Hắc Diệu Thạch, cộng thêm đại đạo Hắc Ám của chính mình, bố trí gần 1000 thánh địa Hắc Ám giả, dùng để mê muội đối thủ. Trung Nhạc càng đầu quan sát những địa điểm này, bất luận là hư không giới hay là khu luân hồi thứ bảy vừa mới sáng tạo cũng đều có thánh địa Hắc Ám. Điều này nói rõ mức độ cẩn thận của Hắc Đế đã tới trình độ khiến cho người ta phải giận sôi. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn không ngừng làm giả, khiến cho người ta không thể nào tìm được thánh địa chân chính của hắn rốt cuộc là ở nơi nào. Hơn nữa, trong những thánh địa hắc ám giả này, nó không chừng còn bị hắc đế lưu lại tầng tầng phong cấm, từng tòa từng tòa đại trận tuyệt sát. Nếu như tùy tiện xông vào, sẽ liền xúc động sát trận ngay. Trung Nhạc tiếp tục nói, tùy tiện tiến vào những thánh địa giả này, nhất định sẽ bị hắc đế phát giác khiến cho hắn trước thời hạn cảnh giác ẩn dấu thánh địa của chính mình càng kín đáo hơn kìa Ồ, đợi một chút ánh mắt của hắn sáng lên đột nhiên vỗ tay tán thưởng những thánh địa này không một cái nào là thánh địa hắc ám thật cả phong hữu trung có chút không hiểu trung nhạc đã mỉm cười nói rất đơn giản hắc đế tinh thông đại đạo trụ quang và không gian hắn cũng có thể cắt rời thánh địa hắc ám của chính mình ra khỏi vũ trụ này ẩn dấu thánh địa trong một mảnh thiệt không độc lập cách ly cảm ứng của hắc diệu thạch hắn chế tạo nhiều thánh địa hắc ám giả như vậy trong đám thánh địa giả này tất nhiên có từng khối từng khối hắc rượu thạch cho dù ngoại nhân có đạt được hắc rượu thạch đi chăng nữa hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến như vậy đâu để cho người khác có cơ hội tìm được thánh địa của hắn cho nên thánh địa của hắn chỉ dựa vào một mình hắc rượu thạch cũng khó có thể tìm được phong hữu trung khẽ nhíu mày lướt nhìn khối hắc rượu thạch kia một cái đây chẳng phải là nói hành động của hạo dịch đế năm xưa cũng chỉ là uổng phí tâm tư rồi hay sao không, Trung Nhạc niềm cười nói, không phải là hoàn toàn uổng phí tâm tư. Hắc đế ẩn dấu thánh địa hắc ám của hắn vô cùng cẩn mật, nghĩ muốn tìm được tiên thiên thánh địa của hắn, còn cần phải dùng tới hắc rượu thạch. Nếu hắn đã tiến hành ngăn cách thể không, vậy chúng ta hãy trở về một khắc hắn ngăn cách thể không kia, dùng hắc rượu thạch cảm ứng phương vị của hắn. Hắn tiếp tục lại thẳng như nói, chúng ta trở về thể không quá khứ, một đường tìm kiếm dựa vào cảm ứng của hắc rượu thạch đợi tới lúc xuất hiện một điểm cảm ứng không nằm trong số những thánh địa giả này vậy đó chính là thánh địa hắc ám chân chính rồi hắn tế khởi thiên dực cổ thuyền hai người leo lên cổ thuyền bảy đạo quang luân sau đầu trung nhạc xoay tròn cắt vào thể không quá khứ quay ngược thời gian biến mất khỏi linh ngọc cung tiên thiên dực cổ thuyền hai người trung nhạc không ngừng dùng hắc rượu thạch tiến hành cảm ứng theo dòng thời gian chạy ngược trở về trong tinh đồ vũ trụ trên đỉnh đầu bọn họ một tòa rồi lại một tòa thánh địa hắc ám lần lượt biến mất bị hai người xóa đi. Trong lúc bất chợt, thiên dịch cổ thuyền đã quay trở lại hơn ngàn năm trước, lúc này trung nhạc vẫn chưa mở ra khu luân hồi thứ 7. Hắn giật tên lên, "Lao khu luân hồi thứ 7, ra khỏi tinh đồ." Thiên dịch cổ thuyền tiếp tục chạy về phía thời gian càng cổ lão hơn. Trên tinh đồ vũ trụ, càng lúc càng nhiều điểm đánh dấu thánh địa bị bọn họ xóa đi. Đám thánh địa này đều là những thánh địa giả do Hắc Đế trong những năm qua chế tạo ra, bị bọn họ nhất nhất loại trừ. Thời gian vẫn tiếp tục nghịch lưu rất nhanh bọn họ đã quay trở lại một vạn năm trước lúc này đã không còn quá nhiều thánh địa giả bị lau đi nữa lại qua tiếp thêm 9 vạn năm nữa trong suốt khoảng thời gian này hắc đế cũng không có chế tạo ra tòa thánh địa giả nào cả trong khoảng thời gian này hắc đế hẳn là đang ẩn núp tại một nơi nào đấy chữa thương ẩn cư không có ra ánh mắt trung nhạc chấp động nói hắn bị linh hồn của phục quân đạo tôn đánh cho bị thương không có khả năng nhanh như vậy mà xuất hiện ồ oh, chờ một chút nào hắn đột nhiên dừng thiên dực của thuyền lại biểu tình trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc lúc trắng lúc xanh lúc tối lúc sáng một lúc sau hắn mới há miệng phun ra một ngụm chọc khí mỉm cười mắng một tiếng cái tên này quả nhiên giả hoạt tới cực điểm thiếu chút nữa đã lừa gạt được chúng ta rồi bọn họ vẫn tiếp tục thông qua hắc dự thạch cảm ứng những thánh địa hắc ám mới trong khoảng thời gian này hắc đế hẳn là vẫn đang bế quan đây là tất cả mọi người đều biết nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn bế quan mà là nhân cơ hội này lén lút di rời thánh địa của chính mình trung nhạc định trụ thời gian mỉm cười nói sư huynh cũng cảm ứng được rồi sao phong hữu trung gật đầu um, chúng ta đi nơi đó nhìn xem một chút thiên dực cổ thuyền bay đi suốt nửa năm đằng đẵng lúc này mới đi tới điểm cảm ứng kia trung nhạc từ xa đã dừng thiên dực cổ thuyền lại chỉ thấy nơi này là một mảnh tinh vực cổ lão ở trong vũ trụ cổ lão cũng không cách thần thành thứ 9 và thánh địa khởi nguyên quá xa Lúc này, một mảnh hắc cám đột nhiên xuất hiện trong không gian, giống như một mảnh hắc quang nồng đậm trong vũ trụ vậy. Mảnh hắc quang này không ngừng ba động, thân ảnh của hắc đế xuất hiện trong mảnh hắc quang, miệng không ngừng học ra từng ngụm, từng ngụm máu đen như mực, nhưng vẫn mạnh mẽ đề khởi pháp lực, cắt một tòa thánh địa minh mông bát ngát ra khỏi một phiến không gian trong vũ trụ cổ lão. Hắn dùng đại đạo không gian làm kiếm, cắt không gian bốn phía tòa thánh địa kia chỉnh chỉnh tề tề, vuông vuông vức vức, sau đó lại dùng đại đạo trụ quang làm hộp Cắt thánh địa hắc ám của chính mình vào trong cái hộp trụ quang kia. Sau đấy hai người nhìn thấy phiến không gian hắc ám kia từ từ di chuyển. Hắc đế đang cẩn thận tỉ mỉ xóa đi vết tích không gian bị cắt ra kia. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, vô cùng kiên trì. Hắn thậm chí còn thi triển thủ đoạn tạo vật, chế tạo ra một đám tinh tú mới, bổ khuyết sự biến hóa của lực nguyên tử do chính mình cắt thánh địa ra khỏi vũ trụ của lão tạo thành. Hắn làm việc vô cùng tỉ mỉ, khiến cho ngay cả Phong Hữu Trung cũng không khỏi vô cùng bội phục bản thân phong hữu trung cũng là người cẩn thận tỉ mỉ lúc này nhìn thấy hắc đế làm cẩn thận tỉ mỉ như vậy không khỏi khiến cho tâm tình của hắn trở nên vô cùng thư sướng như có cảm giác gặp được tri âm tri kỷ hắc đế cẩn thận săn bằng vết sách thể không lại chuyên tâm tính toán suy tính khả năng ảnh hưởng của lực tràng nguyên tử đối với quỹ tích của những ngôi sao trong vũ trụ của lão này một lúc lâu sau hắn cẩn thận cắt đứt một ngọn núi cao trên một quả tinh cầu lại từ trong hải dương của một tòa tinh cầu khác hút lên một chút nước Lúc này mới thở ra một hơi thật dài Phong hữu Trung cũng thở ra một hơi thật dài Trong lòng lại càng tư sướng hơn ngữ khí tán thưởng nói hắc đế là vẫn chưa đủ hoàn mỹ Những ngôi sao này dù sao cũng là tinh tú Do hắn mới vừa tạo hóa ra Không đủ cổ lão Hắn vừa mới nói tới đây Chỉ thấy Hắc đế đã thôi động đại đạo chủ quang Bao phủ đám tinh tú mà hắn vừa mới tạo vật Thành này khiến cho thời gian của những quả tinh tú này cực nhanh trôi qua Qua một lúc lâu sau đám tinh tú tân sinh này đã trở lên cổ não đồng dạng với đám tinh tú cổ lão bốn phía kia sắc mặt trung nhạc nhất thời của quái lướt nhìn phong hữu trung bên cạnh một cái lại lướt nhìn hắc đế một cái trong lòng thầm nghĩ tính cách của hai người này đều có khuyết điểm giống nhau hơi có chút quá mức cẩn thận tỉ mỉ rồi thì phải hắc đế làm xong hết thảy những chuyện này lại thu hồi đám máu huyết đen do chính mình phun ra cẩn thận xóa đi bất cứ dấu vết gì mà chính mình đã lưu lại vừa ho ra máu vừa phiêu phù bay về phía hư không giới lẽ nào hắn cất giấu thánh địa hắc ám của chính mình trong hư không giới hay sao trung nhạc thô động thiên dực cổ thuyền nhanh chóng đuổi theo chỉ thấy hắc đế cũng không có tiến vào hư không giới mà là cất giấu thánh địa hắc ám trong một mảnh vỡ thời gian sau đó dán mảnh vỡ thời gian trên màng vũ trụ ngăn cách giữa hư không giới và thế giới hiện thực sau đó là cẩn thận tỉ mỉ săn bằng địa phương tương liên giữa mảnh vỡ thời gian và màng vũ trụ loại cẩn thận tỉ mỉ này khiến cho trung nhạc nhìn tới mức đau đầu hắn không thể thấy hắn săn bằng đám vết tích kia ta thật sự rất thưởng thức hắn ta phong hữu trung nói với trung nhạc hắn tỉ mỉ hơn ngươi rất nhiều lần thần thông đại đạo của hắn tất nhiên cũng sẽ vô cùng tinh tế tỉ mỉ mà thần thông đại đạo của ngươi lại quá là thô kệch rồi trung nhạc nhìn theo thân ảnh hắc đế rời đi mỉm cười nói đã tìm được thánh địa của hắn hiện tại đã tới lúc triệt để hủy diệt con đường phục sinh của hắn ta rồi thiên dực cổ thuyền lái trở về hiện tại trung nhạc và phong hữu trung lướt nhìn nhau một cái đồng thời tăng nhanh tốc bộ tiến về phía màng vũ trụ của hư không giới bảy đạo quang lân sau đó trung nhạc chuyển động đột nhiên bắn ra một đạo quang mang đóng đinh trên màng vũ trụ của hư không giới cấm chế đại đạo không gian thủ hộ thánh địa hắc ám do hắc đế lưu lại nhất thời từng tầng phá vỡ toàn bộ cấm chế đại đạo trụ quang cũng đều bị phá luận tạo nghệ trên đại đạo trụ quang hiện tại đã không còn ai có thể sánh bằng được với trung nhạc mà tạo nghệ trên đại đạo không gian hiện tại trung nhạc cũng đã đạt tới trình độ siêu việt hơn vũ thanh thần vương hắc đế thậm chí là hạo dịch đế chỉ thua kém mỗi tứ diện thần mà thôi phá giải phong ấn và cấm chế của hắc đế đối với hắn quả thật là hạ bút thành văn cấm chế thể không bên ngoài thánh địa hắc ám vừa mới bị phá hắc ám đồng đậm nhất thời tuôn trào ra những nơi hắc quang đi qua không gian giống như nước mực đặc sệt vậy nhanh chóng lan tràn ra bốn phía xung quanh trung nhạc và phong hữu trung cất bước tiến vào trong hắc ám bảy đạo quang luân sau đầu trung nhạc và phong hữu trung đột nhiên xoay tròn bộc phát ra quang mang sáng ngời thất đạo luân hồi của phong hữu trung xoay tròn giống như bạch đế vậy nháy mắt liền đã xua tan hắc ám phiến hắc ám kia giống như có sinh mệnh vậy không ngừng tranh đấu với quang mang sau đầu phong hữu trung tiến tiến lui lui phun phun tắt tắt biến hóa khó lường trong nội bộ thánh địa hắc ám của hắn khẳng định cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh mỹ phong hữu trung lộ ra thần sắc chờ mong mỉm cười nói thời điểm hắn độ kiếp nạn hóa đạo bạch đế chạy tới đột kích trung nhạc đánh bạch đế bị thương khiến cho bạch đế chảy máu trung nhạc đưa một phần máu của bạch đế cho phong hữu trung những năm gần đây phong hữu trung cũng từng nghiên cứu máu của bạch đế cũng từng trong đó tìm ra hiệu được đại đạo của bạch đế hiện tại hắn chính là đang thi triển thần thông của bạch đế dùng thần thông của bạch đế để xua tan hắc ám trong thánh địa hắc ám trên phương diện nghiên cứu đối với đạo pháp hắn đã vượt qua trung nhạc rất xa trung nhạc lấy được máu của bạch đế đại khai chỉ nhìn một chút sau đó liền đưa cho đám con cái của chính mình để cho bọn họ dùng để luyện bảo cũng không có bao nhiêu nghiên cứu đối với thần thông đại đạo của bạch đế hai người nhanh chóng đi vào thánh địa hắc ám quang mang sau đầu phong ngữ trung càng lúc càng mạnh phảng phất như đã biến thành một tôn bạch đế khác vậy bức lui hắc ám vô cùng nồng đậm trong thánh địa hắc ám hiển lộ ra nguyên trạng của tòa thánh địa này trong thánh địa hắc ám mảnh hắc ám kia quả thật giống như một mặt âm mưu nhất trong toàn thể vũ trụ nơi này lạnh tới cực điểm cực kỳ tĩnh mịch trong bóng tối âm mưu có sinh vật tà quỷ hấp thu hết thải nhân tố mặt trái trong vũ trụ sinh ra không ngừng hành tẩu khắp nơi trong hắc ám thanh âm kéo kẹt kéo kẹt không ngừng vang lên giống như đám sinh vật trong bóng tối kia đang nghiến răng vậy loại thanh âm này khiến cho trung nhạc và phong núi trung nhớ tới sự tình chính mình bị kéo trở về 10 vạn năm trước bọn họ ở trong hắc ám không ngừng bị thôn phệ một lần rồi lại một lần bị ăn tươi liên tục tử vong suốt mấy trăm năm đằng đẵng loại thanh âm nghiến răng này bọn họ vô cùng quen thuộc quả thật chính là sợ hãi vẫn còn lưu lại trong lòng của bọn họ mà trong tòa thánh địa hắc ám này cũng có sinh vật hắc ám đồng dạng ẩn núp trong bóng tối chằm chằm theo dõi bọn họ tùy thời mà hành động hiển nhiên trong thánh địa hắc ám không chỉ sản sinh ra hắc đế còn sản sinh ra một số thứ khác nữa chính là yếm một loại ma vật chuyên sinh tồn bên trong bóng tối thần thức của trung nhạc bùng phát lôi một con yểm từ trong bóng tối ra loại sinh vật này quỷ dị giống như khói mù vậy không có hình thái cố định toàn thân đen như mực vừa bị quang mang sau đầu phong như trung chiếu rọi liền phát ra một tiếng hét thảm biến thành một làn khói tiêu tán nửa điểm vết tích cũng không lưu lại nơi này thật sự có rất nhiều yểm phong như trung vận khởi toàn bộ pháp lực thôi động quang minh chỉ một thoáng đã rọi sáng toàn thể thánh địa hắc ám vô số yểm từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện thân thể vặn vẹo biến thành đủ các loại hình thái nhưng cũng đều bị quang mang hóa đi chết sạch chết sẽ phong hữu trung từ từ thu liễm quang mang chỉ thấy hắc ám ba động lại có vô số yểm nữa từ trong bóng tối sinh ra vẫn như cũ nằm dày đặc ở khắp nơi trong thánh địa hắc ám dục dịch xuất động trung nhạc lắc đầu nói thánh địa chưa tan rất khó diệt trừ những sinh vật quỷ dị này hai người mượn ánh sáng phát ra từ trên người phong hữu trung quan sát khắp nơi chỉ thấy nội bộ thánh địa hắc ám được khắc đế xử lý ngay ngắn rõ ràng không chút hỗn loạn trên từng cây từng cây trụ đá đều có lạc ấn hoa văn long phượng mỗi một cây thạch trụ đều hàng lối chỉnh tề cao thấp kích cỡ đều giống nhau như đúc vậy đối xứng lẫn nhau thành từng cặp từng cặp rõ ràng đây là trận pháp do hắc đế lưu lại dùng để thủ hộ thánh địa của chính mình trận pháp thật tinh xảo phong hữu trung không khỏi tán thán thanh âm còn chưa dứt chỉ thấy trung nhạc tớ khởi tiên tiên thần đao một đao chém xuống chém cho tòa trận pháp chỉnh tề này nghiêng nghiêng ngả ngả một mảnh hỗn loạn sư đệ người tốt xấu gì cũng nên thưởng thức một chút rồi hãy động thủ phong hữu trung lườm hắn một cái trung nhạc một đao phá trận thẳng tắp tiến về phía trước lại gặp được cấm chế do hắc đế lưu lại đạo cấm chế này là dùng tế đàn làm cấu kiện trên từng tòa từng tòa tế đàn bộc phát ra nham tương hắc ám giống như huyết thanh vậy di chuyển vô thanh vô tức tương lên với những tòa tế đàn khác đám nham tương hắc ám kia giống như từng con từng con đại long đang dịch chuyển thân thể trong dòng nham tương chảy xuôi Lấy lên đủ các loại hoa văn đồ đằng nhiều màu nhiều sắc cũng là đối xứng lẫn nhau thành từng cặp từng cặp quang luân sau đầu trung nhạc chuyển động vô số đại đạo trong quang luân biến thành một bàn tay chụp xuống bàn tay này càng lúc càng lớn vỗ cho vô số tòa tế đàn chia năm xẻ bảy khiến cho cấm chế hủy hoại trong chốc lát Phong Nguyễn Trung cả giận nói Sư đệ Thủ pháp của ngươi quá thô bạo rồi Thật là phong phí của trời Ngươi đừng có động thủ nữa Cứ để đó cho ta đi Trung nhạc kinh ngạc lướt nhìn hắn một cái Hai người tiếp tục tiến lên phía trước Là gặp phải một đạo cấm chế thể không khác Hắc đế cắt thể không thành vô số lát cắt Mỗi một lát cắt đều vô cùng mượt mà Treo trên thiên không Sắp xếp vô cùng chỉnh tề Phong Nguyễn Trung lo lắng Trung nhạc Lại dùng bạo lực phá cấm vội vàng giành trước động thủ đám kính thể không trên không trung kia bị hắn nhất nhất hái xuống không dùng bạo lực trực tiếp đánh nát giống như trung nhạc vậy những trận pháp phong cấm phía sau đều là do phong hữu trung tế phá giống như đang cẩn thận xử lý một kiện tác phẩm nghệ thuật lo lắng làm cho nó hư hao hai người không ngừng thâm nhập phong hữu trung dễ dàng phá vỡ từng tầng từng tầng trận pháp cấm chế của hắc đế rút cuộc đi tới hạch tâm của tòa thánh địa này chỉ thế nơi đấy là khởi nguyên của hắc ám Quả tinh tú đầu tiên của vũ trụ cổ lão chính là phiêu phù ở nơi này. Hắc ám chính là từ trong quả tinh tú kia bùng phát, vũ trụ sinh ra, quang mang chiếu giỏi đã sinh ra quả tinh tú đầu tiên, liền đã sinh ra luồng hắc ám đầu tiên. Hắc ám cũng là đại đạo, nó sinh ra còn trước cả thần đạo và ma đạo, là hắc ám ngay tại thời điểm vũ trụ vừa mới mở ra đã sinh trưởng, đối ứng với quang minh mà được sinh ra. Có quang sẽ có ám, có không gian sẽ có thời gian, cũng sẽ có quang minh và hắc ám thời gian hắc đế và bạch đế xuất thế là sau hai tôn thần vương vũ thanh và trụ quang thế nhưng cũng không trễ hơn là bao lâu hiện tại ta cảm thấy bạch đế chỉ là phân nửa trở thành đạo thần cũng không phải là do tu vi thực lực của hắn không đủ trong nhà quan sát quả tinh tú cổ xưa nhất này mỉm cười nói quang minh và hắc Ám chia đôi đều chỉ có thể chiếm lĩnh một nửa không gian bởi vậy bất luận bạch đế cô có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng không thể khiến cho toàn bộ thân thể chính mình đều trở thành đạo thần được Hắc đế cũng là như vậy Hai người bọn họ nghĩ muốn hoàn toàn trở thành đạo thần Vậy cần phải giết chết đối phương Hai vị tồn tại này Đoán chừng ai nấy cũng đều có tâm tư diệt trừ đối phương Phong hữu chung nhất thời minh bạch ý tứ của hắn Hắc đế bạch đế chính là đối ứng mà sinh Cả hai cùng tồn tại Nhưng muốn trở thành đạo thần lại không đơn giản như vậy Quang minh không có khả năng hoàn toàn xua tan hắc ám Hắc ám cũng không có khả năng triệt để chất lấp quang minh Bởi vậy bạch đế chỉ có một nửa trở thành đạo thần còn có một nửa không thể tiến vào đạo giới được Mà hắc đế mặc dù Cũng đã bước tới sát biên giới cảnh giới đạo thần Nhưng cuối cùng Cũng chỉ có thể một nửa mà trở thành đạo thần mà thôi Mối liên hệ giữa hai người bọn họ Quá sâu cả hai đều hạn chế thành tựu của đối phương Chúng ta ngồi một hồi Đợi hắc đế tới Trung nhạc quanh chân ngồi xuống Mỉm cười nói Chúng ta ở trong này phá phong phá cấm Khẳng định đã bị hắn cảm giác ra được rồi Thánh địa đối với hắn vô cùng quan trọng là hy vọng phục sinh của hắn Nói không chừng hắn sẽ chạy tới Phong Hiếu Trung gật đầu một cái Lên tiếng Vậy thì cho hắn chút thời gian tự đi tìm chết Nếu hắn không thể trong vòng một tháng chạy tới Vậy không đợi hắn nữa vậy Hai người liền ngồi xếp bằng xuống lặng lặng chờ đợi Mà vào lúc này Trong vũ trụ cổ lão khu luân hồi thứ 7 Và tử vi 1.600 vị đại đế xuất lĩnh các lộ đại quân Liên tục phá hủy 33 tòa tiên thiên thánh địa đánh 33 tòa thánh địa kia thành bột mịn, dùng thần thông đại nhất thống chật đẩy yên diệt thánh địa, kinh hãi hoàn vũ. Trong đó có không ít tiên tiên thần ma đang ở nấp trong tiên tiên thánh địa của chính mình, căn bản không kịp chạy thoát, cũng bị đánh chết trong thánh địa, chết thật vô cùng thê thảm. Thánh địa nguyên thần của tiên tiên thần đế và thánh địa nguyên ma của tiên thiên ma đế cũng bị đánh nát. Đại đạo của hai tòa thánh địa của lão nhất này đều bị chém đứt. Phụ trách công kích hai tòa thánh địa này chính là Hoa Tư Nương Nương và Lôi Trạch Cổ Thần hoàng tương nương nương tế khởi một kiện nguyên dục bình thu tiên thiên thần đạo và trong bình những đại đế còn lại thì xuất lĩnh chư thần thi triển đại trận đạo giải ma diệt thánh địa nguyên thần ma diệt tòa thánh địa thành hỗn độn mà bên kia thánh địa nguyên thần vừa bị yên diệt khí thế thánh địa nguyên ma nhất thời tăng vọt ma đạo áp qua thần đạo cũng may có lôi trạch của thần ở đây sử dụng tiên thiên quả thụ chấn áp di động của thánh địa nguyên ma chấn áp tiên thiên ma đạo đang tăng vọt kia lôi trạch của thần biến thành chân thân tiên thiên thần long vô số thần ma và đại đế đứng ở chân lưng dùng thân thể của hắn làm điểm tựa thi triển thần thông đạo giải hủy diệt thánh địa nguyên ma vô số ma thần nhao nhao tới khởi bảo vật thu lấy tiên thiên ma đạo tán loạn cũng thu lấy di tích của tòa thánh địa này lúc này tiên thiên tả đế đang lúc những loạn ba ngàn lục đạo giới trong lòng đột nhiên kinh hãi không dám lưu lại trong ba ngàn lục đạo giới vội và vàng bỏ chạy quay trở lại thánh địa trí tà của chính mình di rời thánh địa trí tà sang chỗ khác hắn vừa hành động nhất thời dẫn phát sự chú ý của giám thiên ti thiên đình giám thiên ti thượng bẩm lên thiên đế thiên đế lập tức hạ lệnh đại quân phụ cận xuất kích bao vây tiêu trừ tiên thiên tà đế thiên đang lúc tấn công mẫu hoàng đại đế nghe tin vội vàng chạy tới giải cứu song phương huyết chiến một trận thiên xuất lĩnh rất nhiều thần ma cứu đi tà đế biến mất không thấy đâu nữa về phần thần ma nhị đế bộ dạng lại giống như cha mẹ chết vậy thất hồn lạc phách trong lòng nâm lấp lo sợ tại thời điểm giải cứu tiên thiên tả đế cũng đều căng căng thẳng thẳng không dám ra tay quá mạnh bạo lo lắng bị chư đế đánh chết mà trong luân hồi táng khu hắc đế bạch đế và tứ diện thần bày cục nghĩ muốn dụ rắn ra khỏi hang thế nhưng không ngờ táng linh thần vương và đế phạm thiên lại trực tiếp rút quân rút khỏi luân hồi táng khu chủ động nhường ra luân hồi táng khu đám thần vương còn chưa kịp ngồi vững chắc sắc mặt hắc đế đã đột nhiên đại biến thất thanh nói nguy rồi có tồn tại gì đã tiến vào thánh địa của ta đang lúc phá giải cấm chế trong thánh địa của ta rồi tốc độ thật nhanh trong lòng của chư thần vương nhất thời chấn động chỉ thấy hắc đế chợt biến thành một đạo hắc quang bay đi tứ diện thần vội vàng dẫn người xông ra luân hồi táng khu gấp gáp nói hắc đế đạo hữu khoan mọi người hãy bàn bạc kỹ hơn đi hắc đế vẫn là mắt điếc tay ngơ phóng đi rất nhanh đã bỏ xa đám người ở phía sau nhưng bay đi không được bao lâu hắc đế đột nhiên dừng lại sắc mặt âm tình bất định tất cả cấm chế trong thánh địa của ta đều đã bị phá giải hết rồi tu vi thực lực của tồn tại tiến vào thánh địa của ta cũng không yếu hơn ta nhưng hắn vẫn chưa hủy diệt thánh địa của ta hắn chính là đang đợi ta tự chui đầu vào lưới trong lòng của hắc đế một trận lạnh lẽo có chút chần chừ nếu mời đám người tứ diện thần cùng đi tới đó chính là tự đưa dê vào miệng cọp giao nhược điểm của chính mình vào trong tay đám người tứ diện thần và bạch đế nhất là bạch đế mà một mình chạy tới cũng là tự tìm đường chết kẻ xuất thủ thật là ác độc hắn rút cuộc là ai chẳng lẽ là đại tư mệnh sao hắc đế thoáng có chút chần chừ dừng lại bên ngoài thánh địa hắc cám cũng không dám đi vào trong thánh địa hắc cám trung nhạc và phong hữu trung chờ đợi suốt một tháng trời một ngày này trung nhạc đột nhiên mỉm cười nói hắc đế không dám đi vào cũng được thành toàn cho bạch tế đi đạo giải hai thân người giao thoa thất đạo luân hồi bạo phát tất cả đại đạo trong thánh địa hắc ám đột nhiên sụp đổ tan tành tan thành mây khói không còn tồn tại nữa Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 342 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại